Trở lại với những thông tin thời tiết, Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng mạnh, có nơi nắng nóng gay gắt, cụ thể ở khu vực nào anh Sáng? Vâng, những điểm nắng nóng gay gắt thì sẽ tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ, cụ thể là tại Biên Hòa và Thủ Dầu Một với mức nhiệt cao nhất lên tới 37 độ C. Tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Phú, Tây Ninh, Vĩnh Long, Châu Đốc, nắng nóng 35-36 độ C. Với khu vực Tây Nguyên hôm nay cũng sẽ nắng mạnh, cục bộ ở Gia Nghĩa có nắng nóng 35 độ C. Các thành phố khác như Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, nhiệt độ cùng chung mức 33 độ C. Ở miền Trung hôm nay thì chỉ riêng có Thanh Hóa là có mưa phùn về đêm và sáng, nhiệt độ không quá 25 độ C. Còn Vinh, Đồng Hới, Huế thì sáng sương mù, trưa chiều thì trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì nắng lên sớm và duy trì đến cuối ngày, nhiệt độ sẽ không quá 32 độ C. Trở ra miền Bắc thì các thành phố phía Đông Bắc Bộ như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn, trời sẽ nhiều mây, đêm về sáng có sương mù, lất phất mưa phùn, nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 27 độ C. Còn vùng núi như Hà Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Yên Bái thì trưa chiều có nắng 27 đến 29 độ C. Riêng Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ thậm chí là còn nắng nhiều và nóng 31 đến 33 độ C. Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Sáng với những dự báo chi tiết vừa rồi, và trong đó đáng chú ý là Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng mạnh. Quý vị cần lưu ý để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.